Trân trọng gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả đang theo dõi chương trình Hòa Bình Gọi. Chương trình do Ban Chuyên đề Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai thực hiện. Thưa quý vị, với phương châm Hòa Bình Gọi, tiếng gọi của khát vọng hòa bình thịnh vượng, chương trình Hòa Bình Gọi luôn hướng những bước đi của mình đến hành trình hàn gắn vết thương chiến tranh và nỗ lực vì cuộc sống thanh bình thịnh vượng. Hôm nay, chúng tôi sẽ cùng chia sẻ đến quý vị thông tin về hai trong nhiều sự kiện mang mục đích cao đẹp ấy. Thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 3 năm 2019, Hội thảo khắc phục hậu quả chiến tranh, chặng đường hòa giải và hợp tác tương lai giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã khai mạc tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Tại đây, các tham luận của Việt Nam khẳng định khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có hợp tác tìm kiếm quân nhân Mỹ bị mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam, MIA, được đặc biệt quan tâm. Tìm kiếm MIA là hoạt động nhân đạo có sức thuyết phục, đánh thức trái tim, đạo lý và lương tri của người Mỹ bởi sự vị tha, nhân ái và nỗ lực hòa giải của nhân dân Việt Nam. Khi nhắc đến MIA, không thể không nhắc đến sự đóng góp tích cực và thấu hiểu của các cựu binh Mỹ, nhất là Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Trước thềm hội thảo, có một sự kiện đặc biệt được diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Washington. Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc đã trao đĩa phim tài liệu về quá trình tìm kiếm hài cốt của sĩ quan không quân Hải quân Hoa Kỳ James P. Mills tặng bà Ann Mill Griffiths, Chủ tịch Hiệp hội các gia đình tìm kiếm quân nhân Mỹ bị mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam. Với thời lượng hơn 11 phút, phim tài liệu ngắn kể về hành trình tìm kiếm hài cốt của chính người anh trai bà Ann Mill Griffiths đã chết trong cuộc chiến tại Việt Nam. Việc tìm được hài cốt của Trung tá James B. Mills thật sự là một điều kỳ diệu. Đêm 21 tháng 9 năm 1966, một chiếc máy bay F-4B Phantom của Không quân Hải quân Mỹ do Đại quý James Bowder và Trung tá James B. Mills điều khiển đã rơi trên vùng biển xã Quỳnh Phương, tỉnh Nghệ An. Hai quân nhân Mỹ mất tích. 28 năm sau ngày xảy ra sự việc, trường hợp của Đại quý James Bowder và Trung tá James B. Mills đã được tiến hành tìm kiếm với mã hồ sơ là 0465. Tìm kiếm MIA sau hơn 50 năm kết thúc chiến tranh thì đó là một sự rất khó, vì thời gian dài, hiện trường thì biến đổi, nhân chứng thì dần dần cạn kiệt. Tìm ở trên bộ đã khó, như vậy tìm trên núi cao càng khó, thì tìm dưới biển còn khó hơn. Như chúng ta đã biết, ông cha chúng ta đã nói là như mò kim đáy biển. Tháng 4 năm 1994, việc tìm kiếm bắt đầu được thực hiện ở các bước đầu tiên, chủ yếu là thu thập thông tin. Những kết quả đầu tiên của số hồ sơ 0465 không có nhiều tín hiệu tích cực. Đến tháng 8 năm 2000, hướng xử lý mà các chuyên gia đưa ra là kết thúc điều tra. Nhưng sau đó 3 tháng, các cuộc điều tra phỏng vấn nhân chứng lại được tiếp tục. Và đến năm 2003 thì vụ việc này lại được tiến hành khai quật sau 15 lần thực hiện điều tra khảo sát. Nhưng các đợt khai quật đã không thu được kết quả nào. Đến năm 2007, các chuyên gia đã quyết định đóng hồ sơ của vụ 0465. Từ khi thành lập đoàn khai quật hỗn hợp đầu tiên năm 1988 đến nay, rất ít các trường hợp tìm thấy hài cốt quân nhân Mỹ ngay từ đợt khai quật đầu tiên. Và hồ sơ 0465 cũng không phải ngoại lệ. Sau 10 lần điều tra khảo sát, đến năm 2015, các chuyên gia Hoa Kỳ và Việt Nam mới mở lại hồ sơ này. Do hiện trường khai quật dưới nước phức tạp, nên Hoa Kỳ đã đưa những thợ lặn chuyên nghiệp của Hải quân sang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Tháng 8 năm 2017, một phần hài cốt của Đại quý James Bowder đã được tìm thấy và trao trả về Mỹ. Trong các đợt khai quật tiếp theo tại hiện trường biển Quỳnh Phương, cả đội tập trung tìm kiếm hài cốt Trung tá James B. Mills. Cho đến đợt hoạt động vào cuối tháng 7 năm 2018, đội tìm kiếm của vụ 0465 đã thu được một số mẫu vật nghi ngờ có liên quan đến vụ máy bay rơi năm 1966.
50 chiếc túi nhỏ chứa các mẫu vật được đưa đi giám định. Thật kỳ diệu khi trong các túi chứa mẫu vật có một chiếc túi được xác định là có một mẫu xương sườn của người. Nó được chuyển về trụ sở cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ở Hawaii để xét nghiệm ADN. Và cuối cùng, gia đình Trung tá James B. Mills đã được đón ông trở về sau 52 năm ngóng đợi. Xúc động khi được chứng kiến hành trình đầy khó khăn trong việc đi tìm hài cốt của anh trai, bà Griffiths khẳng định sự kiện này không chỉ có ý nghĩa lớn đối với gia đình bà nói riêng, mà còn đối với tất cả những gia đình tìm kiếm quân dân Mỹ bị mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam nói chung. Xúc động khi được chứng kiến hành trình đầy khó khăn trong việc đi tìm hài cốt của anh trai, bà Griffiths khẳng định sự việc này không chỉ có ý nghĩa lớn đối với gia đình bà nói riêng, mà còn đối với tất cả những gia đình tìm kiếm quân nhân Mỹ bị mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam nói chung. Món quà này là biểu tượng tình hữu nghị, hàn gắn vết thương chiến tranh, giúp hai nước xích lại gần nhau hơn và tiếp tục hợp tác trong tương lai trong việc giải quyết hậu quả của chiến tranh. MIA đã tạo tiền đề, mở ra cánh cửa của sự hòa giải, biến cựu thù thành đối tác như ngày hôm nay. Từ đó, Hoa Kỳ hợp tác tích cực hơn trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam như tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, cung cấp thông tin tìm kiếm liệt sĩ Việt Nam. Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cho ta thấy những nỗ lực của cả Việt Nam và Mỹ trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh và chung tay xây dựng nền hòa bình bền vững. Tuy nhiên, hòa bình chỉ có thể phát huy hết giá trị của nó trong một đất nước yên bình, nhân dân được ấm no hạnh phúc. Và giáo dục luôn là thành tố quan trọng nhất góp phần quyết định cho sự phát triển của đất nước. Bởi theo vua Quang Trung, xây dựng đất nước phải lấy việc dạy học làm đầu, tìm lẽ trị bình, lấy tuyển nhân tài làm gốc. Hiểu rằng hòa bình để nâng tầm giáo dục để gìn giữ phát huy giá trị hòa bình. Thời gian qua, Quỹ Hòa bình Mỹ Lai đã cùng với những người bạn của quỹ nỗ lực tìm kiếm cơ hội đưa con em của những nạn nhân chiến tranh, những thanh niên vượt khó hiếu học được tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, có môi trường rèn luyện học tập tốt. Mới đây, Quỹ Hòa bình Mỹ Lai cùng với Hội từ thiện Chen Dung đã có chương trình làm việc tại Đài Loan với Bộ Giáo dục Đài Loan và các trường đại học trung cấp dạy nghề hàng đầu tại Đài Loan để mang về những suất học bổng quý giá cho các bạn trẻ Việt Nam. Trong buổi tiếp và làm việc cùng Quỹ Hòa bình Mỹ Lai, Hội từ thiện Chen Yong, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đài Loan Lâm Thắng Giao bày tỏ mong muốn thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng giữa hai nền giáo dục Việt Nam và Đài Loan. Từ năm 2017 đã có rất nhiều dự án, nhiều doanh nghiệp Đài Loan đầu tư vào Việt Nam. Và đồng thời cũng có rất nhiều học sinh, sinh viên, giảng viên, giáo sư của Việt Nam đã đến Đài Loan để học tập, nâng cao kiến thức và tay nghề. Tính đến cuối năm 2018, đã có trên 13.000 du học sinh từ Việt Nam đến Đài Loan học tập. Việt Nam đứng thứ ba trong những nước có nhiều du học sinh nhất tại Đài Loan. Giáo dục luôn là một vấn đề được tất cả các quốc gia quan tâm. Và đối với Đài Loan thì chúng tôi cũng được biết là đã có một cái nền giáo dục rất là phát triển, đã chú trọng đến vấn đề phát triển toàn diện trí lực, thể lực, thể chất và đạo đức của con người. Bình Mỹ Lai của chúng tôi cũng được cái sự quan ngân và tiếp sức của rất là nhiều trường, đặc biệt là các cái trường đại học ở các vùng ngoại của Đài Bắc, trong cái việc mà sẵn sàng hỗ trợ chúng tôi đưa những sinh viên nghèo đến học, con muốn có một cái sự học tiếp ở cấp bậc cao hơn hoặc là dạy nghề. Do vậy ngày hôm nay đến đây cho tôi xin bày tỏ sự cảm ơn đối với Bộ Giáo dục của Đài Loan, đặc biệt là ngài thứ trưởng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề chia sẻ việc đào tạo và đào tạo nghề. Nền giáo dục tại Đài Loan có vị trí không hề khiêm tốn trong khu vực và trên thế giới. Trong đó có nhiều trường lọt vào top 100 trường đại học tốt nhất thế giới. Đài Loan hội đủ những điều kiện tốt về văn hóa, khí hậu, môi trường giáo dục, đến khả năng tài chính và mong muốn nhanh chóng tìm được việc làm như ý trong thời gian học cũng như sau khi tốt nghiệp. Năm 2001, trường của chúng tôi đã có sự giao lưu liên kết với Việt Nam. Gần 20 năm qua, chúng tôi nhận thấy sự phát triển không ngừng của Việt Nam về mọi mặt. Chúng tôi muốn nhờ Quỹ Hòa bình Mỹ Lai và Hội từ thiện Chen Dung làm cầu nối để chúng tôi gửi những suất học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh của Việt Nam.
để họ có thể ứng dụng thật hiệu quả cho tình hình kinh tế ngày càng phát triển của Việt Nam. Hiện nay, Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Cảnh Văn có hơn 200 sinh viên Việt Nam theo học. Chúng tôi đã tạo điều kiện thật tốt để các bạn sinh viên vừa học vừa làm. Một mặt để các bạn nâng cao tay nghề, ứng dụng thực tế. Một mặt giúp các bạn có thêm thu nhập ổn định cuộc sống. Thật đáng mừng là các bạn đã thoát khỏi sự rụt rè thường có ở sinh viên Việt Nam và rất nhiều bạn giữ những vị trí quan trọng tại nơi làm việc. Việc tiếp cận hệ thống giáo dục Đài Loan của Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai và Hội Từ Thiện Gen Yong đã mang đến những cơ hội vàng học bổng toàn phần cho những ai muốn du học tại các trường đại học và trung cấp hàng đầu Đài Loan, gồm 20 suất học vị tiến sĩ, 30 suất học vị thạc sĩ và rất nhiều suất học bổng đào tạo nghề. Hai bên đã cam kết phối hợp chặt chẽ và toàn diện để càng sớm càng tốt nhiều nghiên cứu sinh, sinh viên, học viên Việt Nam lên đường sang Đài Loan du học. Đài Loan có khoa học kỹ thuật, môi trường học tập quốc tế, môi trường sống thân thiện. Thông qua nhiều hội đoàn uy tín như Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai, Hội Từ Thiện Chen Dung, Bộ Giáo dục Đài Loan rất sẵn sàng tặng học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam và sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc đào tạo nhân tài của Việt Nam. Mong các bạn sinh viên, học viên Việt Nam hãy tự tin chọn Đài Loan làm điểm đến trong hành trình nâng cao kiến thức của mình. Thông tin về giáo dục có thể tìm hiểu cụ thể trên trang web của Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai. hoabinhmilai.org. Mọi chi tiết hồ sơ xin cấp tài trợ học bổng gửi về Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai, 449/34 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Email mylaipeacefoundation@gmail.com. Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai @gmail.com. Điện thoại 028-2253-2255. Thưa quý vị, gần đây, người ta nói đến Việt Nam là một đất nước đang trên đà phát triển nhanh, hội nhập sâu rộng vào nhiều lĩnh vực trên thế giới. Một đất nước cường thịnh, hòa bình, bền vững, chắc chắn không thể thiếu nguồn nhân lực toàn cầu giàu tri thức. Và đó cũng chính là nguồn nội lực quan trọng để gìn giữ hòa bình. Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai mong muốn có những đóng góp thiết thực trong tiến trình ấy. Đến đây thì Hòa Bình gọi, xin hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những chương trình tiếp theo. Đất nước thanh bình cho trái tim mình gần hơn, bình minh ngập tràn nắng ấm, ôi quê tôi tươi muôn sắc màu, ngân nga theo lời dân ca để cho trong...